Thưa quý vị, với chủ đề công tác chăm lo việc làm đời sống cho người lao động, thích ứng an toàn linh hoạt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 16. Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động. Phóng sự được thực hiện nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022. Sau thời gian dài ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa đã diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tiêu biểu là chương trình Tết Xuân Vầy, Xuân Bình An đã hỗ trợ cho 14.800 đoàn viên người lao động với tổng số tiền 9 tỷ 150 triệu đồng. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 11.300 công nhân lao động với kinh phí 5 tỷ 650 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức chương trình chuyến xe công đoàn đưa đoàn viên người lao động về quê đón Tết và chương trình Tết không xa nhà để gặp gỡ giao lưu giữa người lao động không về quê ăn Tết với các cấp lãnh đạo thành phố. Đặc biệt, trong tháng công nhân năm 2022 đã tổ chức 4 phiên chợ công nhân với hơn 46.000 phiếu mua hàng miễn phí dành cho đoàn viên người lao động khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, bị tai nạn lao động, v.v. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng đã chủ động đàm phán với người sử dụng lao động để đảm bảo việc làm, thời giờ lao động cho công nhân người lao động. Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho chuyến xe dành cho công nhân về quê ăn Tết. Em rất rất vui và cảm ơn tất cả ban lãnh đạo của thành phố đã tạo điều kiện cho anh chị em công nhân. Nói chung là cũng khá đa dạng, cũng nhiều mặt hàng đồ, những mặt hàng mà thiết yếu cho công nhân đồ. Cũng cảm thấy vui đó, trong mùa dịch cũng được hỗ trợ phần đó. Cảm ơn Liên đoàn Lao động đã hỗ trợ trong mùa dịch đó. Trong những năm qua, đội ngũ công nhân viên chức lao động thành phố có nhiều thay đổi quan trọng về cả số lượng và chất lượng. Hiện Liên đoàn Lao động thành phố quản lý hơn 1.780 công đoàn cơ sở với hơn 119.924 đoàn viên công đoàn, trên 132.844 công nhân viên chức lao động. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động và tập trung thực hiện các hoạt động chăm lo quyền lợi thiết thực cho đoàn viên công nhân lao động, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thời gian đến thì khi chính phủ cũng đã ban hành cái nghị quyết 38 về chính sách tiền lương mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, chúng tôi cũng đã có cái sự chỉ đạo đối với các cấp công đoàn phải rà soát lại tình hình thực hiện về các cái chính sách chế độ tiền lương của người lao động, rồi sau đó sẽ có những cái hướng dẫn để tạo ra những cái thương lượng, những cái thỏa ước để đảm bảo các quyền lợi về lương, về thu nhập tốt hơn cho người lao động. Có thể nói, Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã và đang thực sự là chỗ dựa vững chắc, mái nhà chung của người lao động, góp phần thúc đẩy các phong trào hoạt động công đoàn, tạo động lực cho người lao động vươn lên, hăng say sản xuất, tích cực đóng góp vào thành tích chung của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh.